Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ Đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bị ngàn phù lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ô không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng Phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ nàng? Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ Đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bị ngàn phù lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ô không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng Phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ nàng? Vì người hòa rơi hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Một thuở hoa niên hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ Đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mấy đô hoa. Mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cung cương biến hoa. Vài đò xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tung kinh. Vì sao độ ta không độ nàng? Trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ Đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bị ngàn phù lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ô không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng Phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ nàng? Vì người hòa thời hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Một thuở hoa niên hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ Đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mấy đô hoa. Mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cung thương biến hoa. Vài đò xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tung kinh. Vì sao độ ta không độ nàng? Vì người hòa rơi hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Quân hòa hoa niên hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ Đề không thấy bóng nàng, hồng trần đã mấy đô hoa. Mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cung thương biến hoa. Vài đồ xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tung kinh. Vì sao độ ta không độ nàng?